Hello cả nhà, cả nhà Houston mình, nếu mà ai ở dưới khu Bel Air mà chưa có map hay là sanitize thì đúng 3 giờ ha, chùa Liên Hoa mình sẽ phát khẩu trang, mỗi một người cũng được 5 cái khẩu trang nha cả nhà. Giang tỷ cũng đang trên đường chạy tới chùa Liên Hoa để quay trực tiếp cho chùa. Mời cả nhà mình ai cần khẩu trang thì ghé qua lấy ha. Ok. Cả nhà có địa chỉ chưa? Chùa Liên Hoa nằm ở địa chỉ là 6709 Howell Sugarland ha. Houston, Texas. Không biết cái zip code là ở mấy đây. Ok. Hôm nay chùa Liên Hoa mình sẽ phát khẩu trang là từ 3 giờ chiều cho tới 6 giờ nha cả nhà nha. Chút nữa Giang tỷ tới nơi sẽ cũng chuẩn bị rồi sẽ quay trực tiếp với, ở tại chùa Liên Hoa ha. Mời cả nhà mọi người ai cần khẩu trang thì mình ghé qua lấy nha. Bye bye. Mình lái xe nha.